tàu. Siêu cộng nghiệp. Bây giờ lại nắng. Nắng lắm luôn á. Mà trong khi trời thì rất là mưa. Cũng có thể tiết mùa hù mà. Đâu đây? Đi chơi mà mưa quá. $8 hết tấm rồi. $9. $9. Này nhìn biển đi. Quá buồn nãy tới đẹp đẹp chút. Chút xíu nó nắng lại giờ mà. It's an awful house. Now I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for you. Thank you. Đã ăn xong thì hết mưa, đỡ ghê. Trời trong luôn. Giờ thì có thể đi dạo bờ biển. I've waited for it.
hôm nay dậy sớm rồi đặt đi đi vòng vòng, nhưng mà ai vậy đâu, không có gì mở cửa hết, thành ra là cũng 10 giờ mới phải xuất phát thôi. Bây giờ thì sẽ đi hít cung, sau đó thì sẽ đi Bondi Beach, nó có một cái course xung quanh thì đi cái vòng đó chắc cũng phải cây máy. Sau đó thì không biết, chắc mo hôm nay mở trễ nên là chắc chiều đi siêu thị mua đồ. Doesn't have to be this way. I don't have to watch the way pain like a bitch. Bỏ lại nha. Cái chỗ này 5 độ rồi. Hello. 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 Con gặp nhau. Ok không? Đi tới Bronte Beach, đoạn ngắn thôi, đến đây thôi. Rồi kéo liên tục vô, cứ lại là từ đầu luôn. Cái đường nó bị chặn nên là, oh my god, phải đi đường phía trên. Thì là sâu cái hôm nay trời thời tiết không được tốt lắm nên là phải chặn được. Giờ tới biển thì hết mưa luôn hên. Thời tiết cũng không đẹp lắm nhưng mà không mưa là cũng là đi dọc cái đường này khá thoải mái. Hôm nay là ngày cuối ở Sydney và mình với chồng mình quyết định là tách lẻ đi shopping, và chồng mình thì thích đi mua những cái đồ linh tinh gì đó, còn mình thì sẽ đi nhà sách và sẽ đi một số cái bảo tàng. Nói chung là hôm nay hoạt động tự do ngày cuối cùng. Trời tiết hôm nay đẹp hơn hôm qua rất là nhiều. Hôm nay thì có vẻ không có mưa và cũng không lạnh lắm nên là chắc mình sẽ đi Mall Westfield, rồi đi mình có đặt vé đi cái Susanna Suhana Suhanan gì đó. Cái hôm bữa thì lúc mà mình đi cái tour The Rock thì mình có thấy, và cái bạn nó có giới thiệu là cái museum đó nó sẽ mở cửa vào thứ bảy và tour thì sẽ là 1 tiếng 8 người có thuyết minh, nên là mình đã đăng ký lúc 1:30. Thì bây giờ sẽ đi nhà sách, sau đó thì dạo The Rock rồi canh vào cái tour đó luôn. Chiều thì mình đang tính ghé cái Australian Museum rất là lớn. Kết thúc tour một ngày cuối cùng ở Úc. Thank you.
mấy con này thành mấy con chim nè. Ôi nhìn sợ vậy. Ừ. Gì nhìn thảm kịch luôn. Ok, ăn hết đồ. Ta-da. Ủa?